xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube audio kiếm hiệp thân mến mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 32 của bộ truyện tiên hiệp dài tập đặc sắc độc bộ thiên hạ tác giả thạch trư qua giọng đọc thể hiện khánh duy trước khi nghe chuyện các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho khánh duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị khánh duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây Tiếp theo phần trước Lại nói Đại hội La Phù Đảo Diệp Phúc nhất định phải làm cho thanh danh bay cao Truyền khắp thập cửu châu Đông Hải Hắn lấy ra một quả huyết bồ đề Lên đủ để áp chế Tất cả các bảo vật của những người khác lúc đấy Khiến cho giáo chủ tông chủ của các đại môn phái Cũng phải bỏ qua tôn nghiêm mặt mũi Chạy tới mua quả huyết bồ đề này Những kẻ vừa cười nhạo hắn Giờ đây lại vẻ mặt trở nên phấn khích dị thường Bọn chúng vừa mới nói chỉ có phá gia chi tử mới mua cái hạt châu sách này. Kết quả là các đại nhân vật của các đại môn phái, thậm chí cả tông chủ, giáo chủ môn phái bọn chúng cũng đều chạy tới. Tính toán mà làm phá gia chi tử một hồi. Kết quả này làm cho người ta phải bất ngờ. Đám người yêu ngư Đức trợn tròn mắt lên, bọn họ cũng không đoán được là mình ra tay tương trợ, tích phát uy năng của viên châu tử này, tạo thành hiệu quả lớn đến như thế, thậm chí kinh động cả vạn pháp yêu vương huyết bồ đề có tác dụng an tâm tinh thần chấn nhiếp tâm ma đối với vũ sĩ ma đạo chúng ta mà nói quả thật là một trọng bảo khó lường thế nhưng mà người già giá này thật sự là quá cao cao đến quá đáng rồi một lão giả gầy đi ra khỏi đám người từ tốn mà nói diệp phúc ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy lão giả gầy này thần sắc thản nhiên tự nhiên lộ ra một loại hơi thở nhẹ nhàng rõ ràng là ma đạo lại làm cho người ta có một cảm giác như quang minh chính đại vậy hắn nói Lão tiên sinh, ngài là Vạn Thanh Liêu Tạo Hóa môn. Lão già kia thản nhiên cười nói: "Tiểu Hiếu, giá này quả thật quá đắt, nếu ngươi đồng ý bán với giá 100 ngàn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch, lão phu liền mua miếng huyết bồ đề này." "Sao? 100 ngàn cân nguyên tử tinh thạch ư? Môn chủ Tạo Hóa môn thật sự là giàu có mà." Nghiêu Đức vừa vàng nhớn mày, nháy mắt với Diệp Húc ra mắt cho hắn mau mau đồng ý. Diệp Phúc làm như không nhìn thấy, mỉm cười mà nói. Vạn môn chủ, thật không phải Diệp mẫu cửa hàng nhỏ vốn mỏng thứ cho không thể trả giá được. La ẩn bảo chủ của huyết thần bảo tiến lên, thản nhiên mà nói. Diệp đà chủ, người khôn ngoan, ngoan ngoãn, giao huyết bồ đề cho ta, ân oán giữa ngươi và huyết thần bảo ta liền xóa bỏ. Lời la ẩn ta nói ra, quyết không nuốt lời. Giao cho lão là người, còn không bằng giao cho lão xài ta đây này. Sài Tuyên lúc bây giờ cười ha hả cũng lạnh lùng nói Còn thỏ đáng chết thọ diệp kia Ngươi liên tục giết đệ tử quỷ vương tông của ta nhiều huyết bồ đề ra Quỷ vương tông ta sẽ không truy cứu nữa Nếu không giết cả nhà ngươi Liễu Thiên Huệ chậm chậm đi ra Cười khanh khách nói Diệp tiểu ca Công bằng chàng đưa miếng bồ đề này cho thiếp thân Là sát môn của thiếp thân có mấy ngàn nữ đệ tử Có thể để cho chàng trái ôm phải ấp kia Vui vẻ như thần tiên Tu vi của chàng sẽ tăng lên với một tốc độ khủng bố trong vòng nửa năm sẽ tu luyện đến nguyên đan kỳ, đó là chuyện nhỏ. Thiên âm tông ta nguyện ý bảo vệ Diệp đa chú Nếu Diệp đa chú có hứng thú, không ngại có thể đến hoan hỷ cung ta làm thái thượng trưởng lão của chúng ta. Một lão giả béo mặc đạo bào màu đỏ cười ha ha nói: Hoan hỷ cung chúng ta không có gì cả. Thế nhưng huyền tấn tiểu âm dương cấm pháp ảo diệu đứng trên xá nữ giao chứng đại pháp của la sát môn lấy âm bổ dương thải bổ những nữ vũ sĩ đã tu luyện thành kia quả là sung sướng lão già béo này đúng là cung chủ hoan hỷ cung tên là tây môn tung tai to mặt lớn trong ma đạo thập cửu châu đông hải này là hạng người nổi danh xấu tiếng ác danh hoan hỷ cung còn trên cả huyết thần bảo và ngũ độc giáo huyền tẫn tiểu âm dương cấm pháp cũng là tản thiên tuy nhiên môn cấm pháp này hại người lợi ta thải bổ người khác để để thăng thực lực của bản thân tình dũng mãnh tiến tốc độ tu luyện cực nhanh nhưng cũng cực kỳ dễ tẩu hỏa nhập ma hơn với những cấm pháp tản thiên khác bởi vậy tây môn tung bắt buộc phải có được khuyết bồ đề những tông chủ môn chủ đó có rủ rỗ có người uy hiếp có người bán sắc đều tính toán lấy được khuyết bồ đề về tay diệp phúc chỉ chỉ hàng chữ viết bằng máu trên giải lụa trắng uể oải mà nói à, xin lỗi các vị cửa hàng của diệp mẫu nhỏ mà vốn là ít kìa thứ cho không thể trả giá cũng không chịu nợ miễn bàn miễn bàn tinh thần của hắn phấn chấn mở miệng hét lớn. Huyết bồ đề mới ra lò đây, ông đi qua bà đi lại, xin đừng bỏ qua, chỉ bán với giá 200 ngàn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch. Huyết bồ đề, huyết bồ đề đây, ai huyết bồ đề đây? Tiểu tử thối, người ăn lớn như thế, cẩn thận ăn không hết nghẹn chết kìa. Tây Môn Tung giận tím mặt, trong đôi mắt tí hí kia hung quang lóe lên, điểm như nói. Tuy nhiên, thái độ của những người khác tốt hơn hắn rất nhiều. Tuy rằng cái loại dầu muối không vào như Diệp Phúc rất là căm tức, cũng bất động giấu sắt khí ở dưới lòng vạn pháp yêu vương mở miệng cười nói trừ về các ngươi đều là những kẻ đứng đầu các phái mà diệp đà chủ chỉ là một tên tiểu bối cần gì làm khó hắn như vậy tây môn tung cười ha hả thịt béo trên mặt rung rung hắn nói à, pháp vương nó có lý ta là thân phận gì chứ sao có thể gây khó dễ cho một tên tiểu bối được à, chẳng qua môn hạ đệ tử của ta nói không chừng sẽ gây phiền hà cho diệp đà chủ kia hắn nhìn diệp phúc đầy thâm ý rồi cười tủm tìm nói ờ diệp đà chú sau này khi đường phải cẩn thận một chút nhá nói không chừng ngày nào đó có người phát hiện người chết trên biển bị người ta hái cả nguyên dương kìa phía sau hắn vài thứ phụ xinh đẹp nhấn mảnh nháy mắt với diệp phúc có à lẳng lơ còn liếm liếm môi sao thải bổ ta sao diệp phúc chớp chớp mắt hỏi la phủ tứ quân tử đứng ở bên cạnh này rất đáng sợ sao đám người ngưu đức nghiêm túc cật đầu sắc mặt của viên phương ngưng trọng lại dùng mình một cái thấp giọng nói à, tuy nhiên cũng rất sảng khoái thoải mái dễ chịu à, mà khoái chết luôn diệp phúc nhíu chặt mày thầm nghĩ đầu chọc không sợ nhiều cháy dù có thêm đệ tử hoan hỉ cung kẻ thù của ta vẫn không vượt qua một ngàn người được hiện giờ kẻ thù của diệp phúc đã có hàng trăm tên nếu là ba trăm người có thể giết được hắn thêm nhiều người nữa thì cũng vậy bởi vậy tây môn tung nguy hiếp hắn cũng không thèm quan tâm 200 ngàn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch Chỉ sợ các môn phái ở đây không ai có thể trả đủ Người nên giảm đi Có người bỗng khuyên nhủ Diệp Phúc chỉ mỉm cười Vài môn phái các ngươi liên kết lại gom lại cũng đủ mà Hắn đương ngạnh bỏ qua công phu sư tử ngoạm Cắn một cái thật mạnh vào những tông chủ môn phái đến la phủ đào này Cung chủ lạc giả sơn phạm hội âm thản nhiên cười nói Huyết bồ đề cũng không phải bảo vật rất tốt gì đâu Nếu như chư vị lo sợ tàu hòa nhập ma có thể đến lạc giả sơn của hội âm lạc giả sơn ta có 6 cây thanh tịnh trúc cũng có tác dụng chấn áp tâm ma chỉ là kém một chút so với huyết bồ đề mà thôi diệp phúc ngẩng đầu nhìn cô gái mặc cung trang kia chỉ thấy đỉnh đầu của cô ta có một tòa viêm thiên bảo tháp 7 tầng hạ xuống một luồng linh khí kết thành chuỗi ngọc có vẻ rất trang nghiêm thánh khiết cái mụ đàn bà này lại muốn đập bãi ta sao thảo nào bách khoa cung chú lại rất ghét mụ ta hắn có chút không vui trong lòng những kẻ đứng đầu các môn phái khác nghe thế ao ao mở miệng chèn ép giá của diệp phúc diệp phúc vẫn bất động như trước không nói sáu cây thanh tịnh trúc kia có tác dụng chấn áp tâm ma hay không cho dù có môn chủ tông chủ cũng không chịu bỏ mặt mũi mà đi tới lạc già sơn dù sao cũng là việc cầu người hơn nữa đối phương lại là môn phái chính đạo nếu có được một quả huyết bồ đề liền có thể làm chấn phái chi bảo con cháu sẽ được lợi vô cùng so với sáu cây thanh tịnh trúc trên lạc già sơn kia căn bản là không thể so sánh nổi Diệp đà chủ, ta dùng vũ bảo đổi được không? Vạn pháp yêu vương cũng không nhịn nổi mà mở lời, hắn cười nói. Diệp phúc cái nấy nói, xin pháp vương thứ lỗi, huyết bồ đề này chỉ đổi tinh thần nguyên tử tinh thạch. Ồ, thật đáng tiếc. Vạn pháp yêu vương chậm rãi lắc đầu, hắn ta cũng rất thèm muốn huyết bồ đề, nhưng hắn với chính đạo môn phái lạc giả sơn kia giao tình sâu đậm, thường xuyên đến lạc giả sơn lãnh giáo vô pháp tâm pháp với cung chủ phạm hội âm, còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn được tâm ma, cũng không nặng như những giáo chủ, tông chủ môn phái khác. Những người khác thấy ngay cả vạn pháp yêu vương cũng không nguyên khuyên được Diệp Húc, liền bỏ qua suy nghĩ đấy, đều thì thầm với nhau, thấp giọng thảo luận. Sau một lúc lâu, môn chủ tạo hóa môn, vạn thanh lưu đi ra, ha <laughs> ha cười nói. Lão Phu và môn chủ tứ hỏng môn khuyết thương môn bàn bạc, quyết định liên kết lại mô miếng huyết bồ đề này của ngươi. Ông ta vẫn không nhịn được mà nhắc lại chuyện xưa nói Diệp Tiểu Hữu thật sự không thể giảm chút nào sao? Giảm đi một chút sẽ tốt hơn. Diệp Phúc lắc đầu, khóe miệng của Vạn Thanh Lưu run run, có chút sót của, cuối cùng cắn chặt răng, lấy ra 200 ngàn cân, có chút lưu luyến đưa cho Diệp Phúc, ngoài miệng không buông tha người mà nói. Diệp Tiểu Hữu lòng người đen tối như vậy, cẩn thận tối gặp ác mộng kìa. Hai vị môn chủ Tứ Hồng Môn và Khuyết Thương Môn cũng hết sức đau lòng, không kìm nổi mà châm chọc. Đâu chỉ gặp ác mộng, làm chuyện đối lý, không chừng quỷ còn đến gõ cửa kìa. Đi đêm cũng phải cẩn thận, có đảm bảo có người sẽ dùng ám côn đánh dập đại chủ kìa. diệp Phúc chỉ cười ha ha, tinh thần nguyên tử tinh thạch cuộn cuộn nổi lên, đưa vào trong ngọc lâu của mình, hắn cười nói: "Ồ, oh, nhờ sự chiếu cố của ba vị môn chủ, hoan nghênh lần sau lại đến." Khóe mắt của ba người run run, Vạn Thanh Lưu lập tức chắp tay hướng Vạn Pháp yêu vương nói: "Pháp vương đám người tiểu đế mang trọng bảo trong thân không dám ở lâu cáo từ vạn pháp yêu vương cũng biết trong ngực ba người là một củ khoai nóng nếu như tiếp tục ở lại la phù đảo không biết bao người sẽ sinh ra tâm cướp đoạt hắn cười nói ba vị đi đường cẩn thận thứ không cho khổng bố không thể tiễn xa được ba người vạn thanh lưu lướt nhau lập tức phóng lên cao cùng nhau rời đi ba người bọn họ đi xa la ẩn bỗng nhiên chớp mắt đột nhiên cười nói À, pháp Vương à, Tiểu đệ còn có chút việc vặt Đi trước một bước đây À ta cũng có chuyện Khổng huynh Tiểu đệ cáo từ trước vậy Tây Môn Tung cũng cười ha ha nói Sài Tuyên lên tiếng hey, Thật trùng hợp Không bằng chúng ta cùng đi thôi Lại thêm vài vị tông chủ Môn chủ mặt mỉm cười Từ giã vạn pháp yêu vương Vạn pháp yêu vương cảm thấy khó xử Biết những kẻ đứng đầu này chỉ sợ Là đã muốn giết người đoạt bảo Dù sao bọn họ cũng là do hắn mời tới Hiện giờ vì một kiện trọng bảo mà động sát khí thầm tham một tiếng nói Chư vị muốn đi Khổng mỗ không tiện ngăn trở Nhưng đừng làm tổn hại hòa khí Đừng tổn hại hòa khí mới tốt kìa Hắn cũng chỉ làm hết trách nhiệm Cũng không có ngăn cản à, ờ, Pháp Vương sao lại nói thế Chúng ta chỉ có việc nhà cần về thôi ờ, Giờ này sang năm Còn muốn cùng đám người vạn môn chú Nâng cốc chúc mừng nữa kìa La ẩn cười ha hả Cùng với vài vị môn chủ tông chủ Bay ra la phù đảo Chớp mắt liền biến mất không còn bóng dáng Những người này rời đi các công chủ môn chủ khác lướt nhau cười nói vạn môn chủ được huyết bồ đề chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt gì cả bách khoa công chủ vẫn không nói gì đột nhiên từ từ đi ra đám người cười nói với diệp phúc diệp tiểu ca huyết bồ đề là bảo vật ngươi đạt được trong vu hồn giới sao diệp phúc vội vàng đứng dậy dù sao tố tâm lan là ân sư của tôi tiểu kiều vừa là hàng xóm của hắn hắn cười nói không sai vậy có còn hay không tố tâm lan chấp chấp mắt cười nói À, vừa khéo chỗ tiểu đệ vẫn còn một viên diệp phúc cũng chớp mắt lấy ra một quả huyết bồ đề về mặt hàm hậu cười nói những tông chủ giáo chủ ở lại nhìn đến trên tay diệp phúc có thêm một quả huyết bồ đề nữa đôi mắt gần như nhảy ra khỏi hốc gió biển phất qua những người đó hồi lâu đều không nói gì diệp phúc trịnh trọng đặt quả huyết bồ đề ở trên quần áo rách nát của mình khoanh chân ngồi xuống hét to lên ông đi qua bà đi lại ngàn vạn lân đừng bỏ qua huyết bồ đề mới ra lò đây tới trước đoạt trước nào lão tử thật sự là muốn làm thịt thằng nhãi này rồi giáo chủ tiểu hàn sơn lầm bầm nói vạn pháp yêu vương giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu cười đừng nói là ngươi ngay cả khổng mỗ cũng muốn làm thịt hắn rồi hắn tuân ra lời thô tục ít thấy tiểu tử này coi chúng ta là những kẻ tiêu tiền như rác để làm thịt đây mà bách khoa cung chủ nhịn không được cười nói diệp tiểu ca miếng huyết bồ đề này của ngươi chẳng lẽ cũng đòi 200 ngàn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch nữa sao? Trong lòng của nàng ta cũng không nhịn được nói thầm, cái tiền vô lại này, sớm đổi ngàn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch với ta đi, vừa rồi lại đổi 200 ngàn cân, hiện giờ bán tiếp chẳng lẽ hắn thật sự muốn kiến tạo hộ sơn đại trận, làm Vân Môn Sơn trở thành thùng sắt giang sơn hay sao? Diệp Phúc cười nói, cùng chủ nếu muốn, tiểu đệ sẽ giảm giá cho. Ta, ta không mua nổi, Bách Khoa Cung Chủ lắc lắc đầu nói Bách Khoa công Chủ Tuy tài lực hùng hậu Nhưng khắp núi đồi đều là những ngả đàn bà phá tiền Tố tâm lan là lớn nhất Gia nghiệp to như thế đều bị mang đi Đổi một ít bảo vật loại trang sức Thứ như tinh thần nguyên tử tinh thạch khá là ít Chúng ta cũng không mua nói Những tông chủ giáo chủ khác Lướt nhau lắc đầu Có vài vị chùm tinh quang lóe ra trong mắt Hiển nhiên là muốn giết người đoạt bảo Tuy ở La Phù Đảo bọn họ không dám động thủ nhưng Diệp Phúc cũng không thể sống cả đời ở trên đảo này được. Chỉ cần hắn tha đảo, trở lại Liễu Châu liền có thể cướp giết, đoạt đi huyết Bồ đề. Diệp Phúc máy động trong tâm, cũng biết là không ổn thầm nhủ. Thôi xong rồi, lần này chơi với lửa rồi. Đám người La ẩn có thể cướp giết ba người Vạn Thanh Lưu, những tông chủ, giáo chủ khác cũng có thể cướp giết hắn, bởi vậy những người này căn bản không định mua huyết Bồ đề mà là tay không bắt giặc. Hỏng rồi, hỏng thất rồi mồ hôi lạnh toát ra để chán diệp phúc lần này hắn đắc ý vênh váo nghĩ rằng có thể đùa bỡn những tên tông chủ giáo chủ kia trong tay cũng không nghĩ rằng đám cáo giả đó cũng không phải là dễ bắt nạt lần đầu tiên bọn họ còn bị lợi ích làm cho mê muội tâm trí nhưng lần thứ hai liền tình ngộ không mắc mưu nữa mà là tuân theo luật rừng cá lớn nuốt cá bé giết hắn cướp huyết bồ đề diệp phúc ngẩng đầu nhìn chỉ thấy đám tông chủ giáo chủ kia nhìn hắn có người mỉm cười có người lại trần đầy thương hại nhưng tất cả đều xem hắn thành người chết thậm chí ngay cả thiên la chu vương lão gia cao cổ này trong mắt cũng không che giấu được sát khí diệp phúc tâm trầm xuống Ai, miếng huyết bồ đề này phải nhanh chóng đưa đi nếu không hậu họa vô cùng ánh mắt của vạn pháp yêu vương chấp động ha ha cười nói diệp đà chú hãy cân nhắc lời khổng bố nói ban nãy vừa nãy hắn có nói lấy vu bảo thay cho tinh thần nguyên tử tinh thạch lúc này thấy diệp phúc quẫn khốn liền nhắc lại giải vây cho diệp phúc Khổng mỗ thân là đảo chủ la phù đáo vu bảo lấy ra không phải là bình thường Điểm đó chắc Diệp đảo chủ chắc là cũng biết Vạn pháp yêu vương cười nói Huyết bồ đề rơi vào tay kẻ khác Chắc chắn sẽ gây ra đại họa Dù bách khoa cung chủ có được huyết bồ đề Chỉ sợ cũng có kẻ dám ra tay đoạt lấy Kẻ hung ác như thiên la chu vương này Làm việc không kiêng đề gì cả Nếu liên hợp với những tông chủ khác Tuyệt đối có thể lưu bách khoa cung chủ lại Miếng huyết bồ đề này chỉ có vào tay hắn mới có thể làm cho bọn trộm cướp kinh sợ, khiến những kẻ khác không dám động. Diệp Húc đang định đồng ý, đột nhiên nghe thấy một thanh âm già nua từ xa xa chuyển đến nói: "Còn huyết bồ đề bán không? Lão phu muốn mua." "Ồ, oh, lại thêm một kẻ không sợ chết sao?" Mọi người theo tiếng như lại chỉ thấy một lão già 6, 70 tuổi từ mặt biển xa xa bay tới, rơi thẳng xuống trước quầy hàng nho nhỏ của Diệp Húc. Lão già kia mặc áo bỏ cho, tay áo phiêu phiêu, trong tay nâng một tòa đại ấn, hình dáng như một ngọn núi nhỏ, thỉnh thoảng từ ấn bay ra hư ảnh của một ngọn núi Hắn ha cười nói Tạo hóa Thật sự là tạo hóa Lão Phu vừa mới luyện thành vu báo liền có người bán loại dị bảo huyết bồ đề này Thật sự là trời cũng giúp ta mà 200 ngàn cân tinh thần nguyên thạch Phải không Cái giá này cũng không phải là quá đắt đâu Sắc mặt của Diệp Phúc khẽ biến Nhìn chăm chăm tòa đại ấn hình ngọn núi kia Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn Lão già này Chính là cao thủ thần bí đã rút đi kim khí Của hơn 10 khu mỏ Bách Mân Sơn ta chăng Bách Sơn ấn trong tay của hắn Chỉ sợ là kim khí của hơn 10 khu mỏ Bách Vân Sơn hóa thành Lại nói lúc trước lão giả Rút đi kim khí của hơn 10 khu mỏ Lưu lại vùng hoang dã gần Việt Châu Định luyện chế vu bảo Thật không ngờ bị Vu sĩ loan ra quấy dày Mới nổi giận đùng đùng mà rời khỏi Việt Châu Diệp Phúc không nghĩ tới Lão lại chạy đến trên biển Còn chế luyện thành công vu bảo Những người khác không biết lão giả này Thiên âm tông chủ châm chọc mà nói hm, 200 ngàn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch cũng không đắt sao Lão tiên sinh Ngài thật ra tiền nhiều như thế hay sao Lão tiên sinh Đừng để một cân nguyên tử tinh thạch Cũng không lấy ra được Như thế sẽ mất mặt lắm đấy Liễu thiên huệ cười khanh khách nói Lão già áo xám cười ha ha Lên tiếng Tinh thần nguyên tử tinh thạch Cũng không phải thứ quý hiếm gì Hai trăm ngàn cân lão phu vẫn có thể lấy ra được Dứt lời Lão già tế khởi một tòa hàng ngọc lâu bảy tầng lấy ra một khối nguyên tử tinh thạch lớn nặng chừng 24 25 ngàn cân, tiện tay đưa cho Diệp Phúc rồi nói: "Không cần thối lại." Diệp Phúc vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói cảm ơn. Lão già kia khoát tay áo nói: "Theo nhu cầu thôi, không cần cảm ơn chứ. Dù sao khối nguyên tử tinh thạch này cũng là lão phu đoạt được. Lão phu cô độc cũng không có tính toán khai tông lập phái, giữ lại cũng vô dụng." Lão ta thu huyết bồ đề đi xung quanh một vòng, không tìm được thứ gì có thể vào mắt, lập tức vươn thân bay ra La Phù Đảo, thậm chí ngay cả chào đảo chủ Vạn Pháp Yêu Vương một tiếng cũng không, cứ thế mà rời đi. Những người đứng đầu của các môn phái giao quang thiên huyền liếc nhau, lập tức động thân đuổi theo lão giả áo bào xám kia. Chu Vương nghe khổng mỗ mộ khuyên một câu, đừng đi cướp lão giả kia. sắc mặt của Vạn Pháp yêu vương ngưng trọng nói với Thiên La Chu Vương. Thiên La Chu Vương không thích nói nhiều, nghi hoặc giơ mi. người bí hiểm kia, khổng mỗ không đối phó được. Vạn Pháp Yêu Vương lắc đầu, thấp giọng mà nói. Thiên La Chu Vương mặt mang dị sắc, thanh âm như kim thạch ra trưng, sắp thanh mà nói. Người không đối phó được, tăng lại càng không. Lời hắn còn chưa hạ xuống, trên mặt biển liền truyền đến một tiếng nổ ầm vang, thanh thế long trở lở đất, làm cho đám người Vạn Pháp Yêu Vương đều phải bay lên để nhìn xem. Diệp Phúc cũng không nhịn nổi, bay lên không trung, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt biển cách đó trăm dặm, hơn 10 ngọn núi bao la hùng vĩ đột nhiên mọc lên, những dãy núi đó càng ngày càng nhỏ, lập tức biến mất không thấy đám người giao quang tông chú chỉ sợ đã chết rồi vạn pháp yêu vương thở dài một tiếng buồn bã mà nói đám người bách khoa cung chủ thiên la chu vương không khỏi hoảng sợ trong lòng đám tông chủ giáo chủ giao quang thế lực cực kỳ hùng mạnh kém bọn họ không mấy cho dù là lão yêu như vạn pháp yêu vương ra tay cũng không có thể dễ dàng mà giết chết không nghĩ tới một kích của lão già kia liền mất mạng kẻ đứng đầu năm môn phái cứ mất mạng dễ dàng như vậy chỉ bởi vì bọn họ đánh giá bản thân quá cao xem thường đối thủ kết quả bị lão giả áo xám kia dùng bách man sơn ấn một kích tính chết thì cốt không còn người đứng đầu năm môn phái tử vong chẳng những tạo ra sóng to gió lớn trong lòng đám người vạn pháp yêu vương mà lại tạo ra một trận động đất ở thập cửu châu đông hải thế lực thập cửu châu tất nhiên sẽ tẩy rửa một lần nữa những môn phái khác tất nhiên sẽ xâm nhập những châu quận mà đám môn phái giao quang chiếm cứ nuốt lấy thế lực đối phương phát triển bản thân lão giả áo xám kia giết chết môn chủ tông chủ các phái giao quang chỉ là tiện tay thế nhưng lại mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng chắc chắn sẽ tạo ra một hồi tinh phong bạo vũ đám người vạn pháp yêu vương tâm tình nặng chịu lão giả như thế vô pháp thần thông thực lực đều mạnh hiếm thấy người như thế thần long kiến vĩ bất kiến thủ thần long thế đầu không thấy đuôi có thể gặp được một lần đã là một thiên đại cơ duyên đám người môn chủ giao quang cũng xưng là bá chủ hùng bá một phương nhưng trước mặt cao thủ như vậy còn kém rất xa Diệp Phúc cũng thật lâu không thể bình tĩnh lại nội tâm của mình, tu luyện đến độ cao như lão giả áo xám kia, thực lực long trời lở đất, thậm chí giáo chủ tông chủ một môn phái đều có thể giết chết rất dễ dàng. Không biết bao giờ ta mới có thể tu luyện đến loại cảnh giới đó đấy. Nếu có loại thực lực này, ta còn phải sợ ai nữa đây? Nếu kẻ nào dám chiêu ta, trực tiếp nghiền chết nó là được. Hắn thản nhiên nói ở trong lòng. Lão giả áo xám mua huyết bồ đề rồi, hơn nữa thực lực người này mạnh như vậy, không hóa giải một đại nguy cơ cho Diệp Phúc bởi vậy với lão giả này Diệp phúc có chút cảm kích trong tâm Không biết Diệp Đà Chú còn huyết bồ đề hay không vậy Phạm Hội Âm Lạc Giả Sơn đột nhiên mở miệng cười nói Bản cung rất ngạc nhiên Diệp Đà Chú có thể xuất ra hai quả huyết bồ đề liên tiếp Chỉ sợ thu hoạch rất nhiều trong vô hồn giới Thậm chí có khi đạt được một gốc định phong bảo thụ cũng nên kìa Diệp Đà Chú nghĩ sao Sắc mặt của Diệp phúc trầm xuống nhìn xung quanh chỉ thấy những kẻ đứng đầu các phái đang tính toán rời đi đều dừng chân lại nhìn chăm chằm hắn định phong bảo thụ là một loại bồ đề có thể định trụ phong sát bách tà bất dâm giá trị còn trên cả huyết bồ đề hơn nữa loại cổ thụ này cực kỳ hiếm thấy có một không hai có khả năng kết xuất huyết bồ đề có được một gốc định phong bảo thụ liền có cơ hội chấn hưng giáo môn diệp đà chú nếu như có được định phong bảo thụ thì cứ lấy ra mấy người chúng ta có thể mua được Thiên âm tông chủ thản nhiên nói Diệp Phúc giận dữ Phạm Hội âm nói ra nhìn như là vô tình Thế nhưng lại để hắn lên đầu sóng ngọn gió Khiến hắn trở thành kẻ địch trong mắt của mọi người à, Phạm tông chủ Ta ở trong vô hồn giới chỉ đạt được hai quả huyết bồ đề Thứ như định phong bảo thủ Có thể gặp nhưng không thể cầu Một tiểu nhân vật như ta làm sao có thể có được Diệp Phúc nhịn cơn giận xuống nói Phạm Hội âm Mân môi cười nói Diệp đà chủ thật sự không lấy được định phong bảo thụ sao Bản cung thật là không tin Người tin hay không đâu có liên quan gì tới ta đâu Diệp Phúc thu hồi quán nhỏ Nhìn về phía vị cung chủ lạc giả sơn này Khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng sáng Phạm Tông Chú Diệp Mỗ nếu có thể tránh thoát một kiếp nạn Sau này Tu Vi sẽ có chút thành tiếu Tất chết tự thân lên lạc giả sơn Lãnh giáo tâm pháp và võ học của Tông Chú Trong lời nói của hắn Mang theo sát khí lành lạnh Phạm Hội Âm có thể vì Diệp Phúc Bán cho Bách Khoa Cung cung chủ 24 viên Đông Hải Giao Nhân Châu làm cho nàng ta mất mặt hoặc là từ tâm tư gì khác gây họa lên trên đầu của hắn khiến hắn trở thành miếng bánh ngon trong mắt nhiều tông chủ giáo chủ ai cũng muốn cắn một miếng khiến diệp phúc lại một lần nữa lâm vào hiểm cảnh diệp đà chú ngươi đang uy hiếp ta hay sao phạm hoài âm mỉm cười nói bản cung kể cho ngươi một điển cố có một ngày một con kiến nói với một con voi hiện giờ ta đang không bằng ngươi thế nhưng trở ta lớn lên rồi lên một quyền đánh bẹp ngươi tên của mẩu chuyện xưa này là không biết lượng sức mình chỉ có là một trò khôi hài, con kiến nhỏ như vậy, làm sao có thể to lên được đấy? Mà Diệp Đà chú, ngươi và ta ai là kiến, ai là voi, ngươi hẳn là biết rất rõ phải không? Phạm Huy âm cười, phong tình vạn trùng, quay ra nói với vạn Pháp yêu vương. Pháp vương, nơi này không còn bảo vật nào đáng để mắt nữa rồi, chỉ có một con kiến là hết ở mỹ, chúng ta có lẽ trở về lãnh giáo tâm pháp đi thôi. Theo lời ả ta nói, Diệp Phúc chỉ là một con kiến, kêu gào với một con voi con kiến nhỏ uy hiếp con voi căn bản con voi sẽ không quan tâm cho là một trò khôi hài mà thôi với sự uy hiếp của diệp húc năng ta căn bản là khinh thường đám người vạn pháp yêu vương lướt nhìn diệp húc một cái thầm than một tiếng lần lượt bay lên hướng một hòn đảo nhỏ khác vạn pháp yêu vương dù có chút thắn thưởng diệp húc nhưng tiểu tử này xuất ra hai quả huyết bồ đề làm cho đại hội la phù đảo của hắn loạn lên vẫn khiến cho hắn có chút khó chịu ở trong lòng huống hồ vì hai quả huyết bồ đề này năm vị cao thủ cấp giáo chủ đã chết thậm chí đám người la ẩn còn đang đuổi giết vạn thanh lưu không biết là đã chết hay chưa có thể nói là những người này chết đều liên quan đến diệp phúc đại hội la phù đảo ta đều vì diệp đa chủ này đến mà trần ngập máu tanh sát khí cả vạn pháp yêu vương không khỏi lắc đầu thầm nghĩ ta sao lại nhất thời hồ đồ mời cái tên tiểu tử này đến đây vậy hắn cũng có biết chuyện diệp phúc trong lòng hắn tiểu tử này là người có tài Loan Gia Việt Châu, Đại Thọ Lương Vương Thanh Châu, rồi Vu Hồn Giới của Mã Đạp Hồ, Thế những nơi có bóng dáng tiểu tử, tử này đều chẳng yên bình. Vị Diệp đại chủ này tu vi càng cao, sóng gió hắn gây ra lại càng lớn. Bách Khoa công chủ đi đến trước mặt Diệp Húc, ái nãy mà nói: "Tâm Lan thật hổ thén, sau khi đạt được Đông Hải giao nhân châu rồi, liền mang theo đệ tử Bách Khoa cung đến khoe khoang với Lạc Già Sơn, làm cho phệ hội âm mất mặt. À tiện nhân kia theo lời ta biết được, là người bán Đông Hải giao nhân châu cho ta, À nhìn có vẻ thoải mái học phóng kỹ thực rất hẹp hòi nhỏ món, Cho nên giờ mới ba lần bài lượt đã kích ngươi như vậy Nàng cùng Phạm vệ Âm đều không vừa mắt nhau Đấu đi đấu lại Trước mặt người khác thì nói nói cực cười, cười Tựa như bạn chi kỷ Thế nhưng sau lưng lại gọi đối phương là tiện nhân Đây là sự thật mà ai cũng biết Diễm Húc thản nhiên nói Đây không phải là đả kích ta Mà là một đau giết người Muốn đẩy ta vào chỗ chết kìa Công chủ không cần nói thêm gì nữa Diệp mẫu nếu có thể sống sót rời khỏi la phù đảo này Lạc ra sơn này tương lai ta nhất định sẽ đến một lần Bách khoa công chủ vẫn có chút băn khoăn cười nói Sau khi đại hội la phù đảo kết thúc Ngươi đừng có vội rời đi Cùng đi với ta Ta tự mình hội tống ngươi Nàng đã tu luyện ra ảo thai Thực lực cực kỳ hùng mạnh Hơn các tông chủ giáo chủ khác một bậc Thậm chí còn vượt qua cả thiên la chu vương một bậc có nàng bảo hộ đủ để Diệp Phúc bình an trở lại Vân Môn Sơn chỉ là chuyện giữa phúc dự định sau này sẽ đến lạc giả sơn tìm phạm hải âm đòi công bằng nàng thấy có vẻ không ổn phạm hải âm là cao nhân chính đạo đứng đầu một phái có được viên thảo bảo tháp 7 tầng thực lực mạnh đến cả nàng cũng phải kinh kỵ một phần mà giữa phúc chỉ là một tiểu vũ sĩ không được xếp hạng lại chỉ có một tòa ngọc lâu 2 tầng dù có kỳ ngộ đi chăng nữa cả cuộc đời này vĩnh viễn đừng mong đuổi kịp được tu vi của phạm hải âm đây chính là hạn chế tiên thiên thượng nàng cũng không biết tư chất thật sự của diệp phúc trước đây cũng là thiên tài được ngọc lâu bảy tầng tán thành, bởi vậy trong lòng của nàng, diệp phúc muốn đòi công đạo với phạm hội âm quả là có chút buồn cười. diệp phúc khẽ gật đầu, hiện giờ không ít kẻ nghi ngờ hắn có định phong bảo thủ, thậm chí có cả cao thủ cấp tông chủ giáo chủ sẽ bỏ qua mặt mũi mà động thủ với hắn. nếu không có sự bảo hộ của bách hoa cung chủ, hắn sẽ rất khó mà sống sót trở về vân môn sơn. vậy xin đa tạ công chủ. diệp phúc khẽ mỉm cười, lập tức lấy ra một quả huyết bồ đề cười nói tiểu đệ không có gì để tặng chỉ có hạt châu này còn trong tay đặc biệt hiến cho cung chủ bách khoa cung chủ kinh ngạc vội vàng nhận lấy huyết bồ đề hết nhìn đông rồi lại nhìn tây oán trách nói người người à tuổi tuy nhỏ mà bảo vật lại nhiều vô kể cũng biết làm người khác vui mà nàng vô cùng vui vẻ cười nói xem ra tiểu tiện nhân họ phạm nói đúng có lẽ ngươi chiếm được định phong châu bảo thụ rồi tiểu ca à, chờ ta tu luyện đến nguyên thai kỳ rồi còn muốn mượn bảo thụ của ngươi dùng một chút xâm nhập vào phong sát dùng phong sát rèn luyện nguyên thai diệp phúc không phủ nhận cũng không thừa nhận cười nói chúng ta đều là hàng xóm cần gì nói lời khách khí như vậy bách khoa cung chủ nhìn hắn một cái thật sâu cười nói người cái người này đúng là giả hoạt như quỷ nếu kẻ nào khinh thường ngươi quả thực là bị thiệt lớn mà người nhớ ngàn vạn lần đừng có rời khỏi nơi đây nhất định phải chờ ta đi cùng nàng lập tức bay lên hạ xuống một hòn đảo nhỏ khác những đại nhân vật đó rời đi rồi diệp phúc mới thở phào một hơi những người này vây quanh cửa hàng của hắn không lo lắng đúng là gạt người chỉ cần bọn họ phát ra hơi thở trên người tựa như lôi đình yên lặng trong mây đen tuy bùng nổ nhưng khó thế cũng bày hết ra khiến tâm của hắn thấy kinh khủng đây là tranh lệch cảnh giới tu vi nếu những người này động thủ với hắn diệp phúc căn bản không thể đánh trả những người này khủng bố như vậy không chỉ là bởi vì tu vi cao thâm địa vị cao quý mà quan trọng hơn là trên người bọn họ thường có một kiện trấn phái chi báo. Diệp Phúc lâm và trầm tư, tỉ như cử hình liên hoa của Bách hoa cung cung chủ, Tử La khinh sa của La sắt môn chủ hay Thất sắt tinh thần Thanh Thiên Kỳ của Hàn Đông Dương Thất sắt cung đều là những vũ bảo có thực lực khủng mạnh tột cùng. Những vũ bảo khác cho dù có bằng bọn họ, nhưng nếu không có vũ bảo ngang cấp, chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Sau khi luyện xong tinh đấu vi trần trận đô, xem ta phải nghĩ cách nào làm sao mới có thể luyện chế ra một kiện vũ bảo cường lực đây diệp phúc thầm nghĩ hắn vốn chuẩn bị rất nhiều vũ binh định phân giải ra làm tài liệu luyện chế vũ bảo chẳng qua giờ đây hắn đổi hết thành tài liệu luyện chế tinh đấu vi trần trận đồ diệp phúc không nhịn được mặt cao mày có lầm bầm mà nói hề hey, ta thật là nghèo đám người ngưu đức luôn đứng bên cạnh hắn nghe tiểu tử, tử này năm lần bảy lượt nói mình nghèo không khỏi trận mắt lên diệp lão đệ nếu ngươi nghèo như vậy thì chúng ta đều là ăn mày cả rồi. Hơn bốn ngàn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch à. Nếu đưa hết cho ta, ta đây liền phát tài. Ngưu Đức Ca ha, ha cười ngây ngô. Hồ Phương Tẩu ủ rột mà nói. hơn bốn mươi nghìn cân tinh thần nguyên tử tinh thạch. Với Diệp Lão Đệ mà nói, chỉ sợ cũng là một cái gánh nặng. Khối của cải này thật là kinh người. Nhưng cũng là một củ khoa lang nóng. Không biết có bao nhiêu người có tâm tư bất chính với Diệp Húc Nhìn cái gì? Tản ra hết đi. Chu Thiên Cương vung tay xua mọi người đi. Lúc này dập Húc bài quán, trước khi các vị tông chủ giáo chủ đến, những vô sĩ khác trên đảo cũng lại đây giúp vui. Đám người vạn pháp yêu vương giờ đi rồi, bọn họ vẫn còn ở lại. Đây là một đám của cải làm người ta phải đỏ mắt, nhất là ở trong tay một tiểu vô sĩ dung nguyên kỳ, càng làm cho người ta phải động tâm. Ê, Diệp lão đệ, hiện giờ những kẻ muốn giết ngươi nha, chỉ sợ không giữ một ngàn đâu. Chu Thiên Cương nhìn đông rồi lại nhìn tây cười ha ha nói. Viên Phương cười lên tiếng Chắc chắn là ngươi không về được rồi Không bằng ở lại La Phù Đảo này đi Nơi đây có Pháp Vương chấn thủ Không có kẻ nào dám gây rối trong này đâu Ý tốt của các vị ca ca Tiêu đệ tâm lĩnh Chứ có điều vẫn phải trở về Diệp Phúc nói Dù sao vẫn Môn Sơn Vẫn là cơ nghiệp của ta Không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được Chờ đại hạ ở hội xong xuôi Ta sẽ đi cùng với Bách Khoa Cung Chủ Hẳn là không có kẻ mù nào Dám trêu chọc đâu thêm nữa không bao lâu nữa là ngày hỉ của Diệp Tần đại ca ta rồi. Tiểu đệ còn phải về một chuyến, chúc mừng hắn ta. Ngày vui của đại ca Diệp Tần, hắn vẫn nhớ rõ, hiện giờ đã qua Tết, mấy tháng nữa hắn phải về Liễu Châu tham gia tịch tùng. Chỉ là hiện nay giải quyết những nguy cơ trước mắt mới là quan trọng nhất. Diệp Phúc và tứ quân tử La Phù Đảo đi dạo khắp nơi, trong đảo còn có không ít vu sĩ bán ra bảo vật của bọn họ. Tuy nhiên qua chuyện Diệp Phúc, bọn họ mới biết được cái nào mới là bảo bối chân chính bởi vậy giá cả cũng hạ xuống mấy thành thành ra vui vẻ không ngờ đám người ngưu đức tuy tài lực kém hơn diệp phúc nhưng vẫn cực kỳ hùng hậu bốn người bọn họ đều là đại yêu đã mở động phủ trên la phù đảo ngày thường được vạn pháp yêu vương ban cho hơn nữa còn tự tìm được bảo vật tài liệu có thể nói là phú giáp nhất thương bốn người này cướp đoạt ở xung quanh mua được không ít đồ những thứ này diệp phúc thấy mà thèm thứ hắn có thể bán đều đã bán hết chỉ còn một bộ đao nguyệt đại trận cùng với vân tức kiếm những bảo vật khác đều không thể dễ dàng động đến Bán một kiện vu bảo không biết tên Chỉ đổi ba kiện vu binh Đột nhiên một tiếng thanh thúy của một nữ vô sĩ vang lên Sao? Vu bảo không biết tên nữa Mọi người mau đi xem một chút nào Nghiêu Đức lập tức khưng phấn lên Mang theo mọi người đi đến quầy hàng của nàng kia Hắn cười nói Để dẹp lão đệ Người không biết chứ Những thứ không biết tên hơn phân nữa Là bảo vật vô sĩ lấy được ở chỗ nào đó Rất có thể là dị bảo tiền nhân lưu lại kìa Chu Thiên Văn cũng cười bảo Hải vực Đông Hải vốn là một mảng đại lục Thời thượng cổ chìm xuống Bên dưới biển có không ít di tích tượng cổ Cũng có không ít động phủ tiền nhân Thường thường có vô sĩ từ trong động phủ Tìm được một ít vũ bảo cường lực kia Ồ còn có chuyện như vậy sao Diệp Húc cũng không thể không động tâm Đi theo bọn họ đến đấy Thấy nàng kia vóc dáng không cao Nhưng cực kỳ xinh đẹp Tay cầm một mảnh vải rách Ước chừng có bốn thức vuông Diệp Húc cẩn thận đánh giá trên mảnh vải này loang lổ vết bẩn trên có vài hoa văn lại bị vết bẩn che mất không rõ tuy nhiên nhìn luật động trên mặt vải rách này quả thật là một kiện vũ bảo chỉ không biết uy lực như thế nào Ê, tiểu nâng tớ kiện vũ bảo này có công dụng gì vậy nghiêu đức hiếu kỳ hỏi nàng kia cười Khanh khách nói tác dụng của kiện vũ bảo này chỉ có một thôi đó chính là chơi xấu sao chơi xấu chơi xấu như thế nào viên phương lập tức tò mò lên cười hỏi không chỉ có hắn những người khác cũng cực kỳ hứng thú với chuyện chơi xấu này nàng kia cười nói các ngươi nhìn kỹ đi mảnh vải sách trong tay của nàng ta đột nhiên cuộn lại bao lấy diệp húc vù một tiếng liền phóng lên cao bay đi hải vực ngoài la phù đảo đây chính là chơi xấu <laughs> cô gái xinh đẹp kia cười ha ha lớn tiếng mới hét lên cô ta ra tay quá nhanh làm tất cả mọi người đều không kịp phản ứng quân lấy diệp húc liền đưa hắn ra đảo chớp mắt liền bay ra vài dặm ra khỏi phạm vi của la phù đảo hỏng rồi hỏng thật rồi bị lừa rồi đám người ngưu đức ngẩn ra hoàn toàn không dự đoán được tình huống này két một tiếng mảnh vải rách kia đột nhiên nát vụn diệp phúc giơ tay phá tan kiện vu bảo này thành từng mảnh thoát ra vừa giận vừa sợ à đàn bà này cũng dám đánh lén ta sao cách hắn không xa mấy trăm tên vũ sĩ bao vây hắn lại bốn phương tám hướng đều là kẻ thù hắc tài cười lạnh mà nói Tiểu tử thối, lần này Sammy chạy đi chỗ nào? Diệp Phúc khiết một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, hắn mỉm cười nói: à, "Chư vị, các ngươi muốn một chạy một hay là quần đấu đây?" Trong La Phủ Đảo, đám người Ngưu Đức tức giận vạn phần về quanh cô gái xinh đẹp kia, nổi giận mà nói: "Người dám động thủ đánh người của La Phủ Đảo ta, muốn chết sao?" "Ồ, oh, ta đánh người sao?" Nàng kia cửa khanh khách nói: Quy củ của Pháp Vương thiếp thân rất rõ Chỉ cần không đánh người bị thương trên đảo Pháp Vương liền mặc kệ Hiện giờ thiếp thân chỉ đưa người khác ra khỏi đảo Cũng không hề trái với quy củ của Pháp Vương Nghiêu Đức nghiến răng nghiến lợi À đàn bà xinh đẹp này quả thật chui lỗ hỏng Làm cho bọn họ cũng phải hết cách Vị tiểu nương tử này không biết người tiên gì vậy Đám người hồ phương hận đến ngứa răng ngứa lợi Lên tiếng hỏi Cô gái xinh đẹp kia cười ha ha Cười tự đắc ý nói Thiếp thân là tú tú Môn hạ huyết thần báo Gặp qua tứ quân tử La Phù Đảo Tú tú Cần gì phải nói nhiều với chúng Nhanh ra đáo Tránh cho tên tiểu tử kia bị kẻ khác giết La Ma chậm rãi đi tới Mỉm cười La Tú Tú chính là trưởng nữ của lão Từ trước đến nay thông minh cơ trí Không kém đám đàn ông Chính là con bé đã nghĩ ra chủ ý này Tống Diệp Phúc ra khỏi La Phù Đảo Hắn cười nói Ngọc lâu của tên tiểu tử này Chứa bảo vật nhiều vô kể Chúng ta mau đi nhanh Miễn cho kẻ khác đoạt mất kìa Hai cho con lão bay lên Lập tức bay tới nơi giật phúc rơi xuống Đám người nghiêu đức ngơ ngác nhìn nhau Bốn người hoàn toàn không có biện pháp gì Bọn Lama lập kế đánh lén giật phúc Giờ phút này giật phúc đã bị mấy trăm tên vũ sĩ vây quanh Cho dù có thêm bọn họ cũng không làm được gì Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Thiên Cương sốt ruột nói Nghiêu đức cắn chặt răng lên tiếng Hiện giờ bọn chúng người đông thế mạnh Lại có cao thủ tam đan cánh dù chúng ta có đi đến Cũng là chịu chết thôi Không bằng đi cầu Pháp Vương Bốn người lập tức bay lên Hướng đến một hòn đảo khác Bọn họ vừa mới bay đến bờ hòn đảo kia Chỉ thấy một con hải xà cực lớn Thân dẹt dài đến mấy ngàn thước Quẻo ải ngẩng đầu lên Trên đầu mọc sừng Hiển nhiên tu vi hải xà này Đã đạt tới tam đan cảnh Gần như ngưng luyện ra nguyên đan Bắt đầu hóa dao Nếu con hải xà này luyện ra nguyên đan thì sẽ hóa thành hải độc giao cùng cấp với dao đạo nhân hải tam thúc cho chúng cháu đi vào đi Đám người nghiêu đức kêu lớn Con hải xà kia tên là Hải Thanh Là anh em kết nghĩa của vạn pháp yêu vương Nâng cái đầu tam sắc dẹt lên Lỗ mũi phun ra hai dòng khí thật dài Giống như cuồng phong nổi lên Từ từ mở đôi mắt thẹp dài liếc mắt đánh ra mấy người một cái Lời biếng mà nói Pháp vương đang cùng các vị tông chú Giáo chủ đàm vô luận đáo Nghiêm cấm quấy giày Mạng người quan trọng Tam thúc châm trước một chút đi Hồ Phương Tẩu cầu xin nói Hải Thanh hờ ứng nói Hải vực trăm dặm xung quanh la phủ đáo Đều ở trong mắt Pháp Vương Xảy ra bất cứ chuyện gì Cũng không thể tránh được mắt hắn đâu Nếu hắn không lộ diện Nhất định là không muốn để ý rồi Các ngươi dù có đi vào Cũng sẽ không có kết quả gì đâu Đám người Ngưu Đức biết lời này Không phải là giả Vạn Pháp yêu vương thần thông quảng đại Diệp Húc bị mấy trăm tên vũ sĩ vây khốn Chắc chắn không thể gạt được mắt của hắn Lúc này Vạn Pháp yêu vương không lộ diện Quả thật là không muốn quan tâm Chẳng lẽ bách khoa cung cung chủ thế chết mà không cứu sao Lúc này đây Trong một hòn đảo nhỏ khác Bách khoa cung cung chủ sắc mặt gãy miến Đang định đứng dậy Phạm Hội Âm đột nhiên cười nói Tố sư tế, Nghe nói tu vi của ngươi tiến nhanh Đã tu luyện đến huyến thai kỳ Tiểu muội cũng tu luyện đến cảnh giới này Không bằng chúng ta nghiệm chứng sao một chút đi Sao Tiểu tiện nhân họ phạm kia ngăn ta lại Đây đúng là muốn dập khúc chết rồi Bách khoa cung chủ thầm nghĩ Nàng cũng không nhận được nổi giận Phạm Mại Âm thì thôi, ngay cả bạn Pháp Yêu Vương con khổng tức kia cũng không muốn nhúng tay vào. Xem ra Diệp Húc khó thoát khỏi kiếp này. Nàng lập tức cười lạnh, nghiệm chứng một chút sau Phạm sư tỷ cẩn thận, không sẽ nghiệm chứng ra một ít trọng thương kìa. Trên mặt biển, mấy trăm tên vũ sĩ bao vây Diệp Húc, chẳng những có đệ tử vài môn phái thất sắc cung, huyết thần bảo, quỷ vương tông, thiên âm tông, la sát môn, còn có rất nhiều người của những môn phái khác nữa. Có kẻ nhận từng nhận được huệ của ngũ am lão nhân định theo lão báo thủ rửa hận nhân số vượt quá 500 người con số này cực kỳ khủng bố trong đó những vũ sĩ đặt tới tu vi tam chân cảnh nhiều không đếm xuể mà các thủ đan đỉnh kỳ cũng có sáu bảy vị thực lực mạnh có thể so với môn phái như thất sắc cung huyết thần bảo những kẻ này bao vây giật phúc lại khiến hắn lên trời không được xuống đất không có cửa hạ mộ bạch lúc bấy giờ cười khanh khách không ngừng trong thanh âm vẫn còn mang theo tiếng trẻ con non nớt hắn nói diệp đại đa chú một chọi một thì như thế nào mà quần đấu thì ra sao diệp phúc thản nhiên cười nói một chọi một lên một đám các ngươi đến ta lần chiến giết từng tên một quần đấu chính là một mình ta quần đầu đám các ngươi sau đó giết hết một đám khốn kiếp chết trên nơi còn dám kiêu ngạo mọi người đều giận tím mặt mở miệng gầm lên trương hiến trưởng lão của thất sắt cung giận dữ mà cười quát lớn nơi này nhiều người như thế có ai tu vi thấp hơn ngươi không bất cứ ai chia một đầu ngón tay ra thôi cũng có thể nghiền chết ngươi được tiểu tử thối còn không mau quỷ xuống đem bảo vật trong ngọc lâu ngươi kính hiến cho lão phu lão phu cũng có thể ở trước mặt chư vị đồng đạo cầu cho ngươi một cái tình tha cho ngươi được toàn thấy mọi người đều hiểu rõ chương hiến đó đâu phải là cầu tình rõ ràng là ham muốn bảo vật trong ngọc lâu của diệp phúc muốn một mình độc chiếm bảo vật trong ngọc lâu của diệp phúc nhiều đừng nói là bọn họ cho dù các cao thủ cấp giáo chủ cũng phải động tâm Trường hiến trưởng lão thật biết cách tính toán à Ma và La Tú Tú bước đến Cười lạnh mà nói Lần này có thể tống tên tiểu tử này ra đảo Toàn bộ đều là nhờ vào diệu kế của con gái ta Nếu không có người qua ai có bản sự này đấy Khi thấy mọi người lập tức bị giảm đi La Tú Tú tiến lên Cười ngâm ngâm nói Diệp đà chú Không phải ngươi muốn một chạy một hay sao Ta liền đấu với ngươi Nàng ta tâm cơ sâu, dã tâm lại lớn, tu vi cũng đạt tới chân nguyên bát phẩm, lại có phụ thân là lama bên cạnh, bởi vậy không kiêng nể gì, muốn đấu một mình với diệp húc. Dự định của ả à rất đơn giản, đó là ra tay chém chết diệp húc, khiến ả à thành danh. Nếu giết diệp húc rồi, cái tên la tú tú này sẽ chuyển khắp thập cửu châu đông hải. Sao ngươi muốn một mình đấu với ta sao? Diệp húc lộ ra dị sắc ở trong mắt, chính là ả à đàn bà này đánh lén mình, đẩy hắn vào giữa bầy sói. Hắn cực kỳ tức giận, nhưng cũng không thể khâm phục tài trí của ả. À. Những kẻ khác đều hận diệp húc thấu xương nhưng dù sao đều là cao thủ cấp giáo chủ cũng không làm gì được chỉ có à kia dễ dàng liền đá mình ra khỏi la phù đảo tâm cơ quả thật là đáng sợ diệp đà chủ chẳng lẽ sợ hay sao la tú tú cười quyến rũ phong tư chắc chắc giống như một bông hoa tươi kiểu diễm ướt đát diệp phúc nào nghĩa cười nói buồn cười niệm ngươi là hạng nữ lưu ta nhường ngươi ba chiêu đây chính là ngươi nói đấy nhá đôi mắt của la tú tú sáng lên tế khởi ngọc lâu của mình ngọc lâu của nàng ta là một tòa ba la diệu thiện kim ngọc lâu 5 tầng hạ lồng nguyên khí xuống trước bảo vệ bản thân lập tức lại tế khởi một kiện vu bảo kiện vu bảo này cực kỳ cổ quái là một sợi ngân tuyến nhỏ như sợi tóc cười cười nói vu bảo này của ta tên là bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu dùng huyền thiết vạn năm trải qua muôn ngàn thử thách luyện chế mà thành giỏi nhất là cắt thân thể vô sĩ chỉ cần cuốn lên người siết nhẹ một cái sẽ cắt thành tám khối kia cho nên Diệp Đà chú Cổ trùng của ngươi sẽ dễ dàng bị ta khắc chế thôi Nàng ta còn chưa nói xong Ngọc lâu của Diệp Húc đã bay đến đỉnh đầu của nàng ta Một con hắc khùng thò đầu ra Giết gào lên Vung lăng nha bổng dài hơn hai trượng Nện xuống chắn của nàng Ở một tiếng Hùng Bi dồn hết lực vào một kích liền đập nát lồng nguyên khí của nàng Ngươi, ngươi không tuân theo quy tắc gì cả La tu tú kiểu mị Kiểu nhan biến sắc Đang định quát mắng Diệp Húc Đã thấy Diệp Húc đi tới trước mặt thân hình giống như một con ác dao hùng hổ sắt khí minh mông nàng vội vàng tế khởi bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu cắt đến người của diệp phúc diệp phúc chẳng quan tâm kiện vu bảo này vươn tay ra trực tiếp thò vào đột phá từng tầng lớp lớp phong tỏa của kiện vu bảo kia vỡ ra cho ta la tú tú nổi nóng mở miệng quát tháo định cắn nát diệp Húc. chỉ nghe thất một trận băng băng bạo vang vỡ ra không phải là diệp Húc mà là vu bảo của nàng ta cực cực khổ khổ luyện chế ra vu bảo của nàng ta rơi trên người Diệp Phúc. ngàn sợi ngân tuyến cắt xuống lại bị thân hình của Diệp Phúc làm cho vỡ nát. Rắc, Diệp Phúc đã bóp cổ nàng, dùng sức vặn một cái, liền hái đầu của người xuống. Trên tay ta có gần trăm mạng người, hơn một ngàn kẻ muốn giết ta, người lại dám đánh lén ta sao? Diệp Phúc nhổ nước mọt, cười lạnh mà nói. Hắn tuần tay ném cái đầu có dung mạo như mì xinh đẹp kia vào trong biển rộng, thân hình đứng thẳng như tùng, khí thế đột nhiên bùng nổ, nguyên khí sôi trào, hình thành một mặt trời gay gắt phía sau hắn rừng rực hơn lửa sao còn ai muốn độc đấu với ta không diệp phúc ngạo nghĩa nói các ngươi có thể cùng tiến lên ta quần đầu một đám các ngươi hai mắt của lama phun hỏa la tu tú, tú là trưởng nữ của lão tâm cao khí thịnh dù tâm cơ hay thủ đoạn đều không kém một đàn ông lão cực kỳ kỳ vọng vào la tu tú, tú không ngờ đối diện một chút liền bị diệp phúc ngắt đầu giết con gái ta lão phu muốn người chết đi Lama tức giận gầm lên, đột nhiên đỉnh đầu hiện ra một cái đại đỉnh, khí cơ khóa diệp phúc lại. Lão đã tu luyện đến đan đỉnh kỳ của tam đan cảnh, luyện một đại đỉnh làm lò đỉnh, đem chân nguyên toàn thân ngưng luyện thành đan. Lúc này đây, trong tâm cực kỳ bi ai, lập tức tế khởi muốn giết chết diệp phúc. Là bảo chủ bất dẫn. Hạ Dương sóc thản nhiên cười, tiến đến mỉm cười mà nói: Ta nói rồi, nếu ai giết tiểu tử này, chính là chống đối Hạ gia Trung Châu ta. Tiểu tử này có chết cũng phải chết trong tay người Hạ gia, như các vị yên tâm đi Những thứ trong ngọc lâu của hắn ta không lấy một cái gì cả Chỉ muốn lấy lại khối hàn ngọc vạn năm của ta thôi Lama thở hồn hển Tuy lão tức giận công tâm Nhưng vẫn còn lý trí Biết là tuyệt đối không thể đắc tội hạ gia Nếu không đừng nói là lão Cho dù huyết thần bảo cũng sẽ bị diệt Thập tam ca phải cẩn thận Hạ mộ bạch chừng diệp phúc một cái cười nói Tiểu tử này gian xáo Vừa rồi rõ ràng nói nhường la tu tú, tú ba chiêu lại giờ trò đánh lén bằng không la tu tú, tú sẽ không chết đâu hạ dương sóc cười ngạo nghễ nhìn về phía diệp húc trong mắt lộ ra tán thưởng nói mà đạo chúng ta làm việc chính là không tự thủ đoán ta rất thưởng thức ngươi lời của hắn quả thật là khen ngợi nhưng dù là khen trong giọng nói cũng chưa thái độ từ trên cao nhìn xuống diệp húc căng thẳng trong tâm tu vi của hạ dương sóc tuy kém với la ma thế nhưng thực lực không kém chỉ biết càng mạnh hơn Hạ gia Trung Châu là một trong những vua hoang thế gia cổ xưa nhất, nổi danh cùng với Đông Hoàng, Hạ Hầu, Phòng Phong, có lai lịch từ xa xưa, có thể so với các đại phái ma đạo cổ xưa, thậm chí Hạ gia còn xuất hiện hai vị đại đế nhân tộc được xưng là vua hoàng. Những đệ tử cổ xưa này khi đi ra ngoài, bất luận một kẻ nào cũng không dám khinh thường. Tu vi Hạ Dương Sóc tuy mới hỗn nguyên kỳ, kém trên tên trùm như Lama, nhưng xuất thân từ thế gia cổ xưa như Hạ gia, hắn tuyệt đối có năng lực giết chết kẻ hơn cấp, cho dù Lama tự mình giao thủ với hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng cả. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, nếu như tương tinh đấu vi trần trận đồ của hắn luyện thành, khổ tu một đoạn thời gian, tăng cảnh giới bản thân lên tam trên cảnh, có lẽ có thể đấu một trận với Hạ Dương Sóc. Nhưng hiện giờ, cảnh giới giữa hắn và Hạ Dương Sóc chênh lệch quá lớn, căn bản không có phần thắng. Mộ Bạch, tiểu tử này từng đánh bại đấy, hiện giờ có ta áp trận đây, để hãy tự mình tẩy rửa sinh nhục này đi. Hạ Dương Sóc mở miệng nói, Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không đồng thủ với bậc cao thủ như Hạ Dương Sóc Những người khác hắn chẳng sợ chút nào cả Đại ca Chỉ sợ đệ không phải đối thủ của tên tiểu tử này đâu Hạ Mộ Bạch có chút khiếp đảm nói Hắn tuy là thiên tài của Hạ Gia Nhưng một trận chiến trong vô hồn giới Diệp Phúc đánh cho hắn phải sợ Đánh cho hắn không dám ho he gì Cho dù sau này hắn có trở về Hạ Gia Tu Vi có tinh tiến Nhưng vẫn tự nhận là không phải đối thủ của Diệp Phúc Có huynh chấn thủ ở đây Đệ sợ cái gì đây hạ dương sóc cười ngạo nghễ đỉnh đầu chợt hiện ra một tôn chân nguyên đại đỉnh vô số phủ văn huyền ảo bay lượn xung quanh chu vi tầm 10 trượng hắn quát nhất đỉnh chấn thiên diệp phúc lập tức cảm thấy không khí xung quanh trở nên nặng nề vô cùng không khí vốn gần như không có trọng lượng kia lại trở nên giống như thủy ngân cuốn chặt lấy thân hình của hắn khiến cho hắn hành động thật sự là khó khăn trên đỉnh đầu của hạ dương sóc một chân nguyên đại đỉnh nữa lại hiện ra hắn quát nhất đỉnh chấn địa không khí trên người diệp phúc động lại dường như biến thành một cái lồng giam thật lớn nhốt hắn vào trong nhất đỉnh chấn thủy nhất đỉnh chấn hóa từng tôn chân nguyên đại đỉnh hiện lên trên đỉnh đầu của hạ dương sóc định trụ thiên địa thủy phong hỏa sơn lôi âm dương phạm vi nửa dặm xung quanh diệp phúc kiểu đỉnh xuất hiện gần như khắc chế tất cả vu pháp trên thế gian này đây chính là chỗ thần diệu của kiểu đỉnh vu hoàng quyết hạ dương sóc đạt được chỗ tinh túy của môn vu pháp này hơn xa hạ mộ bạch lúc trước vu hoàng hạ vũ xưng đế luyện hóa cửu đại thần châu lấy địa khí cửu châu luyện thành cửu tôn thần đỉnh chấn áp số mệnh của đại hạ hoàng triều chính là khắc chế vu đạo thiên hạ chấn áp thiên địa thủy hỏa phong sơn lôi âm dương bao gồm tất cả vu pháp khiến vu đạo trong thiên hạ không thể phản kháng lại hoàng uy của đại hạ nếu không có thiên đỉnh địa đỉnh và dương đỉnh trong cửu đỉnh bị người đánh cắp số mệnh đại hạ hoàng triều sẽ vĩnh cửu không ngừng con cháu đời đời kế thừa ngôi vị hoàng đế nó không chừng là sẽ kéo dài đến tận bây giờ căn bản không có người phản kháng đại hạ dù có phản kháng cũng rất không thành công lại càng không xuất hiện vô pháp phòng chiều sau này kiều đình hợp nhất định can khôn chín tôn đại đỉnh trên đỉnh đầu hạ dương sóc đột nhiên hợp lại làm một lập tức bộc phát ra uy năng khủng bố chấn áp diệp húc khiến hắn đứng tại chỗ như một cái tường gỗ tất cả vô pháp vô binh vô bảo đều không thể sử dụng không chỉ có diệp húc mấy trăm tên vô sĩ khác sắc mặt đều biến bọn họ hoảng sợ phát hiện bọn họ cũng không thể vận dụng vô pháp thậm chí cũng không thể tới khởi vu bảo chỉ có lama hách tài và bảy vị đan đỉnh kỳ mới có thể cố gắng khống chế chân nguyên tế ra vu bảo nhưng thực lực bị hạn chế cực kỳ lợi hại chỉ có thể phát huy được sáu thành mà thôi ồ oh, thật không hổ là thiếu niên xuất thân từ hạ gia trung châu kiểu đình vừa ra không kẻ nào sánh kịp đại sư tỷ thiên âm tông mạnh đình phương trong mắt lấp lánh ánh sao rêu dàng nhìn hạ dương sóc mặt mang xuân sắc tán thưởng nói thật sự là con cháu Thí gia ngọc thụ lâm phong vu pháp giỏi người người lại rất tốt kìa tiểu từ họ diệp chết chắc rồi khuôn mặt già nua của lama giữ tận lên trong lòng lại có chút tiếc nuối đáng tiếc là không phải chết trong tay ta đám người hách tài loạn chuyển đôi mắt thầm ngủ lần này tiểu tử thối kia tai vạ khó tránh rồi đợi hắn chết đi ngọc lâu đại báo chúng ta phải lưu tâm một chút cướp lấy trọng bảo trong đấy ngũ am lão nhân lão có thấy không hung thủ giết hại lão cuối cùng cũng phải đền tội rồi kìa một gã vũ sĩ từng nhận ân huệ của ngũ am lão nhân ngửa mặt lên trời mà kêu to lạnh lùng nói hạ dương sóc cười ngạo nghễ nói mộ bạch, đệ có thể động thủ giết nó được rồi đấy ta muốn đệ tự tay đợi định đoạt vinh quang của hạ gia ta Kiểu đình của hắn đã chấn áp chặt chẽ lấy diệp phúc đừng nói vua pháp ngay cả động một ngón tay thôi cũng không thể hạ mộ bạch giết Diệp phúc quả thật là rất dễ hắn biết hạ mộ bạch là thiên tài của hạ gia thiên tư trên cả hắn nhưng lại thua trong tay diệp phúc nhuệ khí đã mất đi dung khí đã giảm cực kỳ bất lợi cho tu vi tiến cảnh sau này diệp phúc đã biến thành tâm ma của hạ mộ bạch biện pháp tiêu trừ tâm ma tốt nhất chính là để hắn tự ra tay giết chết diệp phúc hạ mộ bạch lập tức tăng dung khí lên đi nhanh hướng diệp phúc đỉnh đầu hắn cũng nhận ra kiểu đỉnh tuy rằng kém hạ dương sóc nhưng nguyên năng phát ra cũng không phải là nhỏ từ sau khi ra khỏi vô hồn giới hắn cần tu khổ luyện tăng tu vi lên tới chân nguyên tứ phẩm nguyên năng mỗi khẩu đại đỉnh cũng không kém một kiện vu bảo tiểu tử sơn giã người có từng nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay không hà màu bạch thao khống một khẩu thiên đỉnh ầm ầm đánh lên người diệp Húc đánh cho khói miệng diệp Húc tràn máu ra nhai răng cười gằn nói diệp Húc vẫn bị kiều đỉnh chấn áp như trước cố mở miệng cười ha ha nói tiểu đệ đệ về nhà bố mẹ đi rồi khí lực lớn hơn không ít à hạ mộ bạch đột nhiên cởi khanh khách thao túng kiều đỉnh liên tục đánh tới diệp phúc hắn châm chọc nói thật không ngờ người vẫn còn cười được quả thật là kẻ lòng dạ ác độc chẳng những ác với người khác mà cũng ác với cả bản thân mình kìa loại người như ngươi nếu có thể sống đến trung niên nhất định là sẽ trở thành đại nhân vật trí dũng kiệt xuất xứng bá nhất phương thật đáng tiếc ngươi phải chết tiểu lúc này âm um, âm um... từng cái đại đỉnh đánh lên người diệp Húc quần áo ăn nát tươm vô số phù văn chạy loạn trên ngực cơ thể gần như bị cửu tôn đại đỉnh nghiền nát diệp Húc cả người đẫm máu vô cùng thê thảm vẫn cố cười nói uh, tiểu đệ đệ đến cho thúc thúc cô một cái uh, thúc thúc thương người a à. Hà bộ bạch vặn vẹo mặt đột nhiên quát lớn kiểu đỉnh hợp nhất chấn áp xuống chín tôn đại đỉnh trên đầu hắn hợp làm một ầm ầm bay lên đỉnh đầu diệp phúc giống như một ngọn núi lớn hạ xuống vậy âm một tiếng tiếng nổ truyền xa hơn mười dặm giống như có một người khổng lồ đang gõ trung đồng sóng khí mênh mông cuồn cuộn khắp nơi đánh bay một vài vũ sĩ tu vi khá thấp ra vài trăm thước sao còn chưa chết sao hà mộ bạch sắc mặt phát lạnh đang định tế khởi kiều đỉnh đột nhiên thấy diệp phúc thất khiếu đổ máu đứng thẳng tại chỗ hai mắt vô thần oanh một tiếng trong cơ thể của hắn dường như có thứ gì đó nổ tung vô số bảo vật rơi ra khắp nơi trong đó có thiên thanh kim ti lang gia tiên ngọc hàn ngọc vạn năm đủ mọi chủng loại nhiều không đếm xuể thậm chí còn có hơn 10.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch kia nữa bảo vật vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn tuôn ra từng món lơ lửng trong không trung cũng bị cửu đỉnh của hạ dương sóc định trụ không thể rơi xuống tiểu tử này cuối cùng đã chết rồi Hà mộ bạch vừa mừng vừa sợ tâm chợt sáng sủa lên tảng đã lớn đè nặng trong lòng không cánh mà bay chuyện này cực kỳ có lợi cho tu vi tiến cảnh của hắn từ nay về sau con đường tu luyện của hắn tất sẽ bằng phẳng không gặp trở ngại diệp lão ma rất cuộc cũng chết rồi không biết bao nhiêu vô sĩ mắt sáng lên hoan hô một tiếng phóng lên tính toán cướp đoạt bảo vật hạ mộ bạch cũng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại thầm kinh tâm hắn đã tu luyện kiều đỉnh vu hoàng quyết đến cảnh giới cao thâm tuy rằng vẫn kém so với hạ dương sóc nhưng nguyên năng mỗi một tôn đại đỉnh đều tương đương với một kiện vu bảo tế ra chín lần liên tục cũng không thể đánh chết diệp húc cuối cùng phải hợp nhất kiều đỉnh lại mới được nhưng cũng không có đánh được vỡ thân thể của hắn tiểu tử này không biết ăn thiên tài địa bảo gì vậy thân thể còn mạnh hơn cả vu bảo không bằng ta thu lái luyện chế thành một kiện vu bảo hình người đôi mắt của hắn sáng lên vội vàng phóng tới diệp húc vươn tay ra định bắt lấy thân thể của diệp húc lúc này tình cảnh lập tức không thể khống chế được không biết bao nhiêu vũ sĩ đều vọt đến chộp tới những bảo vật kia Nhiều vũ sĩ cùng rút tay như vậy Cùng ra tay như vậy Cảnh tượng lớn có thể nói là đồ sộ Thậm chí cả kiều đỉnh vũ hoàng quyết của hạ dương sóc Cũng không chấn áp được nữa Đại đỉnh trên đại đỉnh đầu của hạ dương sóc Hơi động Bị mấy trăm tên vũ sĩ tấn công Khiến cho khí tức bất ổn Có phần không khống chế được Trong lòng vừa sợ lại vừa giận Những kẻ này đều là một đám mãn phu dân dã Một chút kiến thức cũng không có kìa Hắn giận dữ trong lòng Đột nhiên nghĩ ra không khỏi giật mình Mà mà sao ta không thấy con hắc khủng kia rơi ra vậy Hắn từng thấy lúc Diệp phúc tập kích giết la tú tú Tế khởi ngọc lâu Một con hắc khủng từ trong đó thò đầu ra Một gậy đánh nát lồng nguyên khí của la Tu tú, tú Bởi vậy Diệp phúc mới có thể dễ dàng đắc thủ Vặn gãy cổ của nàng ta Nếu Diệp phúc thật sự chết rồi Như vậy con hắc khủng tinh kia nhất định sẽ tuôn ra từ trong ngọc lâu Nhưng là hiện giờ cũng không có thấy Như vậy chỉ có một khả năng đó chính là giờ phúc căn bản là giả chết. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Hạ Dương Sóc, hắn vội vàng lớn giọng hô to. Tiểu tử kia chưa chết đâu, mọi người đừng loạn động. Những vô sĩ si đó sao có thể nghe hắn, nghĩ là Hạ gia muốn độc chiếm bảo vật của Diệp Phúc, đều chen nhau mà xông lên. Hạ Dương Sóc thúc dục uy năng kiều đỉnh vô hoàng quyết lên mức cao nhất, cũng không chấn áp được mọi người, nhất là trong đó lại có các cao thủ đan đỉnh kỳ như Lama, Hách Tài, khí thế phát ra, tấn công khiến thân hình hắn bất ổn. Mộ Bạch không xong rồi. Hạ Dương Sóc lòng đau như cắt nói, lúc này Hạ Mộ Bạch bước lên trước một bước, một tay bắt lấy Diệp Húc, hắn cười ha ha. Tiểu tử thối, ngươi năm lần bảy lượt đối nghịch với ta, giờ ta liền lượn ngươi thành vũ bảo hình ngươi Hắn đột nhiên ngẩn ra, chỉ thấy Diệp Húc bỗng mở mắt ra. Hạ Mộ Bạch sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng, ngọc lâu của hắn ong một tiếng, buông lồng chân nguyên xuống, bảo vệ quanh thân. Ngọc lâu của hắn là huyền hoàng, kim ngọc lâu bảy tầng, thuộc loại cao nhất trong tất cả các loại ngọc lâu lực phòng ngự giống như mai rùa rất khó mà công phá tiểu đệ đệ người không hổ là thiếu niên thiên tài của hạ gia thế nhưng mà người không nên vây khốn ta như vậy diệp phúc lạnh lạnh cười một cái vận chuyển nguyên công thân thể lập tức gầy khô như trúc bàn tay gân quốc đặt lên đầu của hạ mộ bạch lạnh lùng mà nói người đánh ta nhiều lần như vậy hẳn là rất thích phải không người cũng tiếp ta một trường xem nào Bang! Hạ Mộ Bạch không thể tránh né được. Thiếu niên thiên tài hạ gia trung châu kia bị một trưởng của Diệp Húc đánh lên, đầu lập tức nún vào trong ngực, ngọc lâu trên đỉnh đầu hắn âm ầm nổ tung, linh quang tiêu tán. Thiếu niên thiên tài hạ gia trung châu cứ chết đi một cách đơn giản như vậy đấy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 32 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.